Khu dân cư Lạc Phú, dự án nhà phố thương mại đầu tiên tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, với vị trí vàng ngọc trên trục đường tỉnh lộ 398, mặt trước của dãy núi Nham Biển, nơi có thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, quy tụ những lợi thế đắt giá nhất về vị trí, hạ tầng, tiện ích của vùng. Dự án gồm 809 lô đất biệt thự liền kề kết hợp du lịch thương mại, hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ hiện đại. Khu dân cư Lạc Phú được phân phối độc quyền bởi Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Vinh. Khu dân cư Lạc Phú, an cư đắc lộc.